trong những cái tài liệu mà họ ghi được là chỉ còn sót lại là trước năm 60 á, là ở cái vùng đất này chưa phải tên gọi là đất Mỹ Quan. Ma Liên. Đúng không? Hồi trước kia là cái đất này là gọi là Ma Liên. Dạ. Yeah. Cái đất Ma Liên này là hồi trước không biết sao không? Ma nhiều lắm. Dạ. Yeah. Cho nên mới đặt là Ma Liên. Dạ. Yeah. Hồi đó là ông bà già mới khởi lại là cái chợ á. Dạ. Đi chợ á thì phải có một cái chậu nước. Hãy nếu như tiền mà bỏ vô mà cái đồng tiền mà chìm á, thì đồng tiền đó mình ăn được, mà cái đồng tiền mẫu là cái đồng tiền của ma. Dạ. Yeah. Không có ăn được. Như vậy đó. Gọi là ma liên, ma nhiều lắm chứ không phải nó ấy đâu. Cho nên cái chùa này á là hồi trước xa xưa à. Mình đang có mặt tại chùa Thanh Lương. Đây là ngôi chùa linh thiêng nhất của vùng đất Phú Yên. Và đặc biệt vào năm 2004 thì có một bức tượng gỗ được trôi dạt trên biển tại vùng đất của huyện Tuy An, xã An Chấn, thôn Mỹ Quan, và được người dân ở đây và các Phật tử cùng với trụ trì trong chùa đã mang mẹ về đây để thờ mẹ và cúng viếng mẹ. Thì khi mẹ về đây thì mẹ rất là linh thiêng, đã phù hộ cho rất là nhiều người đã đến đây cầu nguyện mẹ. Chính vì cái sự linh thiêng đó cho nên cho đến ngày hôm nay rất là nhiều Phật tử từ các nơi của tỉnh thành khác cũng biết được cái điều đó và đã về đây và thắp hương cúng viếng mẹ rất là nhiều, và rất là nhiều những cái lời cầu nguyện thành tâm để được mẹ giúp đỡ và mẹ độ trì, và tất cả những cái điều ước đó đã được thành sự thật theo cái sự khấn niệm của họ. Cho nên là rất nhiều người để về đây để tỏ cái lòng thành tâm mà để được mẹ giúp đỡ. Bây giờ mình sẽ quay cho tất cả quý anh chị mình xem toàn thể điện mẹ và khu chánh điện của chùa Thanh Lương. Thank you.
rồi để cho khô khan rồi mới đem vô thờ. Cô biết không, trong cái lúc thờ đó là mẹ rất là linh nha cô. Dạ. Linh lắm. Rồi lúc nào người ta thương, thắp hương đó. Nhưng hương bây giờ nói cũng nhổm cho gà lên. Dạ. Rồi thắp hương á, thắp hương mà tưởng những cái học quen cá ra một. Dạ. Ghê lắm nha con. Thế là trong lúc thắp hương có một số dân gọi là... dân người ta. Dạ. Thắp hương á, ở thắp hương mà đúng là nó vô người thắp hương là cái chá hào quang ra kia tổ nó lăn luôn vậy đó chứ. Dạ. Đâu mỹ linh lắm rồi. Dạ. Linh lắm, ai cầu nguyện gì là phải mà thành tâm cầu nguyện là tức như. Dạ. Nhất là sanh con. À, mẹ Quan Âm Nam Hải á là được được đem về chùa mình vào năm 2004 phải không con? Đúng rồi. Dạ. Là mình có biết cái nguồn gốc từ đâu mà mẹ trôi vô cái vùng biển Tây An mình? Mình làm gì mình biết cái nguồn gốc ở đâu, mình đâu có biết là ở đâu, chỉ có. Dạ. Vô là người ta nó đi đánh bắt ngoài biển. Dạ. Cái bữa đó con cô cũng có đi. Dạ. Đi trên gì đó là trực tiếp nó cũng có ở đấy, nó. Dạ. Thấy trôi nổi ở trên cái mặt biển đó rồi ở là cứ lỡ tưởng là cái khúc gỗ. Dạ. Rồi cái là mấy đứa nó vô gỗ lượm gỗ vô lượm gì chưa dớt lên coi thấy bằng âm mất không. Dạ. Vậy nó chạy về chùa báo với thầy, mà thầy chẳng ra. Dạ. Rồi cái là dớt bị em kia. Dạ. Vậy đó nguyên nhân gì trong lúc giờ đây á, thầy cũng có báo lên ở trên, cũng có báo với chính quyền, báo với lại trong giáo hội. Dạ. Ở giáo hội người ta nói ở đâu á được á là cứ thờ phượng ở đó. Dạ. Chứ không có ai lấy đâu, thì nó thầy ở đây mà thờ, con thờ ở đây. Dạ. Do năm 2004 là ở Ấn Độ nó xảy ra rất là nhiều cái trận sóng thần. Không, không phải đâu. Dạ. Trước lâu rồi chứ, ngày nằm ở dưới nước rất là lâu. Dạ. Cho nên nó là cái bên tay á bị hết một bên. Là ngày. Dạ. Nằm ở dưới nước rất là lâu, cho nên hà mới ăn bên tay, bên mặt. Từ năm 2004 thì cùng trong một cái năm đó thì đâu có làm có gì đến mà nỗi mà ăn một bên mặt rồi cùng với hai cánh tay của mẹ nữa. Một. Dạ. một con rồng quấn từ ở dưới chân lên nè. Là. Ăn hết con rồng luôn mà. Dạ, hè ăn hết con rồng. À, ăn hết luôn con rồng. Dạ. Dớt ngày gì ở là trong cái dớt gì ở là có con hà, hiện tại bây giờ cũng quấn con hà. Dạ. Cái con hà là cái con ốc nữa con. Dạ. Ốc cái con ốc nó dẹp nó bám vô trong cái tâm của ngài quá sức. Dạ. Nhiều lắm rồi, cho nên nó là cái lúc đấy giờ đây để về nắng cho nó khô tổng cái đêm vô. Dạ. Để giờ nắng cho khô rồi mình làm sạch mẹ rồi lại. Đúng bài rồi. Bản đúng rồi, tắm rửa rồi cho sạch sẽ là ở dưới nước đó con. Trong khi mà nằm dưới nước lâu quá thì cái chất buồn đồ không có con. Cái lúc mà người ta nó đi cầu nguyện á mình đâu có biết, mà tới cái chừng mà nó đi tạ lỡ á thì nó nói. Tại vì cô thường trực ở đây, cô bán quán ở đây thì ngày nào cô cũng ở đây, cho người ta nó tấn nó hỏi á, nó hỏi là cúng đồ này sao vậy, cúng như gì như gì, rồi cô mới hỏi ra là sao cúng gì, cái nó mới cởi ra là cô mới biết là nó sanh con, nó còn cầu con rất là linh. Có người á là mang thai rồi nó tấn, rồi có người nó sanh ra nó bồng con tới đi luôn vậy đó. Cầu gì được mấy con linh lắm, nếu như mẹ mà thành tâm á cầu gì được mấy. Còn bảo nè, bảo chính xác là bảo nè, lúc mà bảo trời ơi Phật tử lên mà lạy xin cho bảo đừng có vô trong làng với cộng thêm ní chùa mình ra cho nó tan đi ngoài biển Đông hết. Dạ. Chính cây bão số 13 đây á bây giờ đã tan ở ngoài biển Đông, nó giảm đi tới mấy cấp rồi. Dạ. Đó. Như vừa rồi cây bão số 12 á, là con có theo dõi là cây bão đó nó đi chính tông vô tại Phú Yên luôn. Dạ, cây bão vừa rồi luôn, chính tông vô Phú Yên luôn. Nhưng mà cuối cùng nó lại lệch vô Khánh Hòa rồi nó tiêu luôn.
12 độ mấy. Dạ. Là nó chín ở Tuy Hòa mình. Dạ. Trời ơi, cô nhóm chân lông luôn á. Dạ. Nhưng mà thiệt tình, tôi đang đi mua đêm. Ở Phật tử ở đây mà tới chừng mà tấu là tàn là đi kinh Phổ Môn không? Cầu nhận quê lắm rồi. Cầu nhận ở đây xong rồi về nhà. Cầu nhận ở nhà. Trời, cái bão 12 nó lệch đi. Bây giờ cái bão 13 nè. Cái bão 13 là cái tốc độ nó quá cao. Nhưng mà giờ nó cũng tan nó quỳ biển. Dạ. Tới mấy cốc luôn. Rất là... À, bà Liên đó. Bà yeah. Nãy giờ bà chết rồi. Bà Liên già hả? Bà là dạ. Bà hay nói tăng quét cái miệng quá. Bà là người Phật tử đi chứ mà bà hay nói linh tinh lắm chứ bà không có nói chính xác. Dạ. Bà vô bà thắp nhang không biết mẹ phạt bà là sao hết. Mà bà lăn từ ở trên mà bà lăn xuống bà la gì mà bà la quá trời luôn á. Bà Liên già. Dạ. Cô được biết vậy đó. Cô chính cô có thấy rõ ràng chứ không phải nói là nói láo sao. Dạ. 19 tháng Giêng, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Mà ở chùa mình là chính nhất là 19 tháng 6. Dạ. À, 19 tháng 6. À, thầy. Thầy thả thì thầy không làm những lớn một chút. Dạ. Bây giờ rồi. Các cái đòn theo kiểu như cái mẹ độ cũng nhiều quá cho nên là người ta họ cũng truyền nhau tín ngưỡng. Hồi lúc đầu á là các cái đoàn thở rồi họ đi du lịch á họ cũng muốn ghi ngang cho biết, còn bây giờ cũng như là họ về nhà rồi họ thấy mẹ cũng độ cho họ, bây giờ thấy nhiều người cũng đi xi con ké nhân họ tới đây đỡ thờ kính mẹ nhiều lắm con. Dạ. Cô thấy là tại vì cô là thiệt tình ngày nào cô cũng ở đây. Dạ. Cô cũng mua bán thành cô ở đây ứng trực ở đây 100%. Nhưng mà cái khách người ta nó đi về mà nó tới mua, nó về chùa nó quyến chùa thì nó tới mua hỏi, mấy người không biết á nó thường tới mua hỏi, nó hỏi thì mình phải nói cho người ta chỉ biểu rồi cho nó vậy. Dầu đồ gì đâu không biết mà người ta không trả nợ. Yeah. Không trả tới chừng mà nó đem ra đây nó viết giấy á. Yeah. Viết giấy nó đem vô nó bỏ trong chuông á, rồi nó nói là nó mới nói với cô. Yeah. Cô là thường xuyên mong qua cô ở trên chánh. Yeah. Điện cô leo cô chùi, nó nói là người ta nó ăn giật cô nấu rồi giờ cầu cho người ta nó trả chừng cỡ chừng nửa gì cũng được, bây giờ mẫu cô lỗ mình tiền ở đâu mà trả nợ lại cho nhà nước. Yeah. Cho nên cái gì vậy cầu nhận cho nó trả cho mình nhiều lắm. Nó nói vậy á, đồ trả không mình đâu có biết, tới chừng đêm nó tạ thì mình. Yeah. Biết mẫu đã có trả thì đó cũng. Yeah. Như cái đó là mình thấy á, đúng rồi. À, cũng như mẫu trả không đâu mình đâu có biết. Yeah. Mà tới cái ngày nó đêm tới nó. Yeah. Nó cúng nó tạ lễ á, nó cúng thì tất nhiên mẫu đã trả. Yeah. Cho nên nấu cái đêm nó cúng rồi chừng đó mình biết là mẫu đã trả nợ. Nó trả nợ, nó đêm nó trả nợ, nó viết chừng tên nha con. Cô. Yeah. Thấy đó, tại vì cô leo chùi ở đây nó kia cô mở ra cô thấy giấy rồi nó bỏ viết cái chuông từng tên mấy người nợ luôn. Viết từng tên mấy người nợ nợ đó, viết trong luôn đó. Dạ. Yeah. Thực tế vậy đó cô chứng kiến là trong cái mấy cái vụ đó cô chứng kiến đó. Thì à, đã có chùa rồi. Dạ. Trước ổng á có chùa rồi. Rồi ổng lấy giờ đây ổng về cho ổng ở đây ổng cũng là Phật tử ở chùa đây. Dạ. Là cô biết như vậy đó, là cái chùa này là biết mấy trăm năm về trước không? Cái chùa này á là ngày xưa mà theo con cũng tìm hiểu á là các cái gọi là các cái thương nhân mà của người Hoa họ
họ để tạo nên. Chắc như vậy. Dạ. Cho nên là con có tìm hiểu sơ qua về cái kiến trúc mà ban đầu ở phía trước mà nó có nhiều cái mà nó giống như những cái kiểu kiến trúc của người Hoa Gơ lắm. Mà hồi đó là cái trong những cái tài liệu mà họ ghi được là chỉ còn sót lại là trước năm 60 á, là ở cái vùng đất này chưa phải tên gọi là đất Mỹ Quan. Ma Liên. Đúng không? Hầu trước kia là cái đất này là gọi là Ma Liên. Dạ. Cái đất Ma Liên này là hầu trước con biết sao không? Ma nhiều lắm. Dạ. Cho nên mới đặt là Ma Liên. Dạ. Hầu đó là ông bà già còn kể lại là nói nếu như đi chợ á. Dạ. Đi chợ á thì phải có một cái chậu nước. Hãy nếu như tiền mà bỏ vô mà cái đồng tiền mà chìm á. Yeah. Thì đồng tiền đó mình ăn được, mà cái đồng tiền mẫu là cái đồng tiền của ma. Yeah. Không có ăn được. Như vậy đó, con biết không? Ma Liên, gọi là Ma Liên. Yeah. Ma nhiều lắm, chứ không phải nói ấy đâu. Cho nên cái chùa này á, là hầu trước xa xưa. Yeah. Nói mà các cái thương nhân người Hoa là gọi là những cái người mà làm ăn khá giả của người Hoa họ xây nên, mà bây giờ thì cái gốc Hoa ở đây cũng đâu có còn. Thì có nghĩa là nó quá lâu cái thời điểm trước đó nữa. Dạ, bởi vì các cái đời con cháu của người Hoa bây giờ cũng không còn gốc tích ở đây, mà chùa đã có thời điểm đó thì quá lâu rồi. Ông Hòa Thượng á. Dạ. Dạ. Lâu lắm rồi. Cô là bây giờ cô được biết làm như vậy đó. Bao nhiêu cô biết được, bao nhiêu cô nói như vậy. Là vì lúc trước kia cô không biết, mà từ cái ngày mà cô đã biết là như vậy đó. Nay cô 70 tuổi, nhưng mà ông cha của cô á, yeah. Ông lên 100, ông lên 100 mấy chục tuổi rồi. Yeah. Nhưng mà ông mất rồi. Kính thưa quý vị, chùa Thanh Lương vốn được một cái đoàn thương nhân người Hoa đến đây buôn bán, cư ngụ và dựng lên. Tuy nhiên, do những biến động lịch sử và thời cuộc đã khiến những người Hoa này rời đi khỏi khu vực của chùa Thanh Lương. Thôn làng này khi ấy trở nên lạnh lẽo và vắng tanh, quanh năm chỉ có cát trắng và mây mù bao phủ.
Đến khi một cộng đồng dân cư mới hình thành tại thôn làng này và ngôi chùa năm xưa gần hầu như là nó trở thành tàn tích, không còn gì ngoài một cái ngôi bảo tháp. Chùa sau đó là đã được dần dựng lại và trở thành một cái điểm tâm linh đến đối với cái làng chài thôn Mỹ Quang. Và trước kia cái vùng đất này không phải là vùng đất Mỹ Quang mà tên gọi của nó là vùng đất Me Liêng. Chùa mãi đến sau này mới được rất là nhiều người dân trong cả nước biết đến, là đến năm 2004 tượng mẹ Quan Âm Nam Hải đã trôi dạt vào vùng đất Phú Yên, cho nên là lúc đó mẹ rất là linh thiêng và được nhiều người biết đến. Rosy cheeks and rosy.
should run.